Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn Thì hôm nay á, là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm Mà trồng bông hướng dương đơn nha Tức là cái qua hướng dương lùng nha anh em Thì trước đó thì mình cũng có là chia sẻ cho anh em một cái loại Bông hướng dương mà 90 ngày á Để cho anh em mà trồng song song với cái qua màu gà đó Để anh em mà gieo hạt giống cũng như là lên chậu cho nó cùng cái thời điểm thì hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh em một cái loại hướng dương khác thì hướng dương này thì nó có rất là nhiều loại nha anh em có loại là 45 ngày có nè rồi loại 60 ngày có nè rồi loại 90 ngày nè và loại là 120 ngày nè Nói chung là rất là nhiều luôn ha đó nhưng nhưng mà cái loại hôm nay mình chia sẻ cho anh em là hướng dương lùng để mà anh em có thể là trồng tại nhà để anh em đón tết ha thì cái loại hướng dương lồng này á, thì cái chiều cao của nó là từ 30 cho đến 35 cm nha anh em và cái thời gian mà nó trổ bông đẹp á, là nó từ là 45 ngày cho đến là 50 ngày thôi nó và cái khu vực mà hôm nay mà mình chia sẻ cho anh em á, đó là cái cái khu vực là miền nam nha anh em ha còn những cái bạn nằm ở những cái tỉnh khác á, cái thời tiết nó khác cái cái thời tiết nó lạnh á, thì nó sẽ có những cái thời điểm nó khác nhau ha còn như riêng mình ở đây á, thì mình chia sẻ cho anh em về cái cái khu vực là ở miền nam ha và khi mà mình trồng cái bông hướng dương này á, thì anh em có thể là mua ở trên shopee á và mình có để ở cái link để mà cho anh em mua ha cái độ nảy mầm lên tới là 90 phần trăm luôn một tép nó chỉ có mười mấy ngàn thôi nó cũng rất là rẻ nha anh em ha rồi thì khi mà anh em mà mua giống về đó thì anh em có thể mà anh em gieo vào cái ngày là 12 tháng 11 âm lịch nha anh em ha anh em nghe rõ ha 12 tháng 11 âm lịch nó thì anh em gieo ha thì anh em để cho nó tới tết là nó sẽ ngay tết thôi nó cũng rất là dễ và khi mà mua cái hạt giống về thì anh em mà cần ngâm qua cái nước ấm ha tại vì cái hướng dương này á, nó không phải như những cái loại qua tết khác ví dụ như là bông dạng thọ này nọ thì mình sẽ không có cần ngâm còn đối với cái hướng cái hướng dương này á, thì anh em là phải cần ngâm ha và anh, anh em ngâm khoảng từ là từ 3 cho đến 4 tiếng ha và cái nhiệt độ là nó từ khoảng đâu là 30 độ c ha cái nước nó hơi ấm ấm thôi anh em ngâm khoảng đâu là 4 đến 6 tiếng là được rồi Đó thì nó cao khi mà nó phát triển thì nó cao tầm khoảng là 30 đến 35 cm nha anh em ha. Nó thì ở đây mình có để hình ảnh minh họa cho anh em nè, đó. Còn cái phân mà để mà bổ sung cho cái cái, cái cái hướng dương này anh em thì nó cũng rất là dễ thôi. Nó cái hướng dương này thì nó chuyên nó, nó chịu những cái loại phân như là kali nè, cũng như là những cái dòng phân mà 30 10 10 anh em anh em mua ít hoặc là 20 20 20 15 thì đó là những cái dòng phân mà nó thích hợp đối với cây hướng dương ha và cái nhiệt độ mà nó thông thường mà để mà nó phát triển tốt á, là nó từ là 20 cho đến 25 độ C nha anh em ha đó. và khi mà cây nó mà nó đã là sinh trưởng cao là nó từ là 20 cho đến 30 độ C nó và anh em gieo là khoảng từ là 5 cho đến 7 ngày là nó sẽ nảy mầm thôi và nó phát triển tốt thôi còn mà nếu như mà nó không lên nữa là chúng cái giống cũ nha anh em ha nhưng mà khi mà anh em mua ở cái đường link ở dưới dưới đường mô tả của mình á thì bảo đảm anh em là nó chất lượng ha tại vì năm nào mình cũng mua ở chỗ này ha ở đây thì mình cũng trồng ít đó còn về cái phần mà kỹ thuật mà để mà trồng hướng dương lùng đó, thì anh em có thể vào những cái kênh youtube khác để anh em xem cho nó chi tiết ha còn mình ở đây thì mình chỉ chia sẻ cho anh em về cái thời điểm trồng thôi cũng như là cái cách ngâm nó như thế nào thôi đó thì anh em chủ yếu là anh em là nên tưới nước thường xuyên cho nó để tăng cường cái độ ẩm cho cây thôi cái kỹ thuật thì anh em chỉ chủ yếu là anh em bón cái phân kali cho nhiều vô cho cây cây nó chắc cây của mình nó nó không có bị yếu nha anh em ha. Đó. Còn về cái thời điểm trồng thì anh em cứ gieo vào cái ngày là từ 12 tháng 11 âm lịch ha là chuẩn nha anh em ha. Là khu vực là khu vực là miền miền Nam nha. Còn những cái tỉnh khác là mình không có biết nha anh em ha tại vì cái khí hậu ở ngoài á nó sẽ khác ở cái đối với ở trong Nam mình nha anh em ha. Thì những bạn nào mà ở trong Nam thì các bạn nên áp dụng vào cái ngày này ha. Đó. Và cái cây này thì nó chịu nắng hơn tại vì nó cây hướng dương mà anh em còn những cái miền bắc này nọ đó thì nó sẽ chịu lạnh thì cái thời gian của nó thì nó sẽ kéo dài hơn ha đó rồi thì video ngày hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho anh em vậy nha thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để mình cập nhật cho anh em về những cái thời điểm mà trồng về qua tết ha cũng như là anh em có câu hỏi gì thì anh em cứ bình luận bên dưới video của mình thì mình sẽ cố gắng mình rép và mình trả lời cho anh em ha thì rồi xin được mến chào